Hằng Du Mục sau hàng loạt ồn ào liên quan đến hôn nhân với chồng người Trung Quốc, Tô Bằng nhận về nhiều sự thương xót cũng như lo lắng từ cộng đồng mạng. Thì mới đây, chị gái Quang Linh Vlog, Nhật Lệ đã có những chia sẻ đáng chú ý. Thời gian qua, câu chuyện Hằng Du Mục bị chồng Trung Quốc tác động vật lý, livestream trong tình trạng cơ thể bầm tím, nhan sắc nhợt nhạt và tinh thần xuống dốc đã khiến người dùng mạng xã hội vô cùng quan tâm. Đồng thời lên án gay gắt hành vi của Tô Bằng, kêu gọi Hằng Du Mục sớm dứt khỏi cuộc hôn nhân đầy tiêu cực này. Hiện tại Hằng Du Mục cũng đã dần ổn định lại tâm lý, tuy không chia sẻ quá sâu chuyện gia đình, nhưng nữ TikToker thường xuyên khẳng định vẫn đang ổn, mong khán giả cứ yên tâm, đừng lo lắng cho cô. Chị gái của Quang Linh Vlog là Nhật Lệ cũng vừa có phát ngôn đáng chú ý khi chia sẻ dự định sắp tới trong tháng 7 của em trai cùng Hằng Du Mục. Trước đó, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog thường xuyên có những màn kết hợp livestream, tạo ra được doanh số khủng. Mối quan hệ chị em thân thiết này thậm chí đã bị Tô Bằng ghen tuông, mắng nhiếc vợ trên livestream. Tưởng chừng cặp chị em này sẽ phải né mặt nhau, nhưng qua lời kể của Nhật Lệ thì netizen cũng thở phào vì Hằng Du Mục và Quang Linh vẫn không bị lung lay. Cụ thể, chị gái Quang Linh tiết lộ dự định trong tháng 7 của team trên livestream, tháng 7 chị Hằng với Quang Linh vẫn live với nhau nha mọi người ơi. Trước khi live thì bọn mình sẽ có chuyến từ thiện như từng nói trên livestream. Vẫn giữ đúng lời hứa cho mọi người, dù chuyện gì xảy ra thì vẫn đi từ thiện, lịch đã lên từ trước rồi thì phải làm theo lịch nha mọi người. Có thể thấy, dù không trực tiếp nói về ồn ào của Hằng Du Mục, nhưng chị gái Quang Linh gián tiếp chia sẻ những hoạt động trong tháng 7, nhằm khẳng định nữ TikToker vẫn rất ổn định và chuyện gia đình không hề ảnh hưởng đến công việc và những mối quan hệ xung quanh của cô. Gần đây, trong phiên livestream tối ngày 27 tháng 6 năm 2024, Hằng Du Mục vẫn tiếp tục làm việc như thường lệ, tuy nhiên lần này đã có sự xuất hiện trở lại của Nhất Dương và Dịch Dương, hai người con riêng của chồng cô. Kể từ sau khi Hằng Du Mục và chồng xảy ra mâu thuẫn, hai anh chàng này đã vắng bóng trên các phiên livestream. Bởi thế nên sự xuất hiện trở lại này cũng khiến dân mạng cảm thấy bớt lo lắng hơn cho Hằng Du Mục vì có lẽ các vấn đề mâu thuẫn trong gia đình cô đang dần trở nên ổn hơn. Đáng chú ý, trong phiên livestream này, Hằng Du Mục đã bán táo đỏ trở lại, ngoài ra còn có các sản phẩm ăn uống khác như trà thảo mộc, bánh sô-cô-la, táo sấy giòn, kỳ tử. Ở phiên livestream trước, khi Hằng Du Mục đang xảy ra mâu thuẫn căng thẳng với chồng, các cư dân mạng phát hiện cô không còn bán những sản phẩm đồ ăn này, đặc biệt là táo đỏ trên livestream nữa. Nhiều người suy đoán rằng do đây là sản phẩm thuộc công ty của chồng cô, bởi thế trong thời gian đang mâu thuẫn thì cô tạm dừng bán. Thế nên, khi phiên livestream của Hằng Du Mục có sự xuất hiện trở lại của táo đỏ và các mặt hàng ăn uống, cư dân mạng cũng cảm thấy vui vẻ. Hồ hởi hơn bởi đó cũng xem như một dấu hiệu cho thấy cô và chồng đang trong quá trình ổn định mối quan hệ trở lại. Trước đó, Hằng Du Mục đã rất nổi tiếng với công việc livestream bán hàng trên TikTok. Gần đây, với độ phủ sóng ngày càng rộng rãi, cô còn được xem như một chiến thần livestream thế hệ mới. Sản phẩm gắn liền với tên tuổi Hằng Du Mục là táo đỏ, món đồ ăn mà bất cứ phiên live nào cũng cháy hàng chỉ trong thời gian ngắn. Thậm chí, đã có phiên livestream cô bán hết 2 tấn táo đỏ chỉ trong chưa đầy 1 phút. Ngoài ra, Hằng Du Mục còn thường xuyên bán các đồ ăn uống khác như nho khô, sô-cô-la, bánh trứng chảy, hoa quả sấy.